chào cô chú đang xem kênh nha cô chú. Hôm nay Phụng lên clip mới nè cô chú ơi. Clip này clip bông trang cũng thường chậu nha cô chú. Có tán tròn, có bonsai rồi nha cô chú. Lá nhỏ không mà, ba màu, màu đỏ, màu cam và màu vàng. Và hai cây khí găng cũng nằm chậu luôn cô chú ơi. À, sắp sửa nó bông là cho trái đó nha cô chú. À, khí găng này chứ chua chứ chùm. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ vô cây số 1 nha cô chú. Cây số 1 là cây khí găng. Dạ được hai cây. Cây nào cũng già hết trơn cô chú ơi. Rất là già luôn. Nhìn nó găng guốc ở ngoài rất là đẹp cây. Dạ xin đo thông số. Chiều cao đo gì? Chiều cao đo như vậy thì được 70 nha cô chú. Cái tán ngang đo như vậy thì được 45. Nó có cành bay bay ra đẹp của cô chú. Cây này nhìn quái lắm. Rất là già luôn, găng guốc, u cục, cây đẹp lắm. Cây khế găng mà nó càng già thì nó càng găng guốc. Cây này có bể đế cũng rất đẹp nè. Đế một cục đế vậy. Hoành đo vị trí này được 31. Đế đặt nha cô chú nhìn nè. Đo của đế là được 65. Khế găng mà kiếm đế đế như vậy là không có đâu cô chú. Nó đặt ra nè, nó liền. Cây khế này đẹp đế lắm cô chú ơi. Dáng cũng đẹp nữa. Rồi mã số 1 này giao lưu 2 triệu nha cô chú. Khi ship đi là rút chậu ra bó bầu nha cô chú. Bao sống và bao ship luôn. Dạ đổi cây. Dạ rồi tiếp theo mã số 2 nha cô chú. Đó nó già nó găng găng nó lượn lượn nha cô chú. Đẹp lắm. Khi găng này trái chua trái chùm nha cô chú. Chiều cao đo như vậy thì 80. Khế mà mấy cái mặt cắt là cô chú về tự cắt là tự nó lành lại nha cô chú. Lành liền trơn mấy cái mặt cắt á, khế găng á. Rất là đẹp. Đo chiều cao lại đi cô chú. Chiều cao là 80. Cái tán ngang ra như vậy thì cũng 45 luôn. Già cây lắm cô chú ơi. Mình đo vị trí này nha cô chú. Vị trí này được 37. Hết sức nó gần guốc cây nè. Cây này đế cũng đẹp nữa cô chú. Cũng nở đế nữa. Rồi mã số 2 này giao lưu là 1.900.000 luôn cô chú. Ba ship ba sống luôn nha cô chú. Dạ đó cây. Dạ rồi tiếp theo là mã số 3 qua bông trang lá nhỏ cô chú ơi, thần chậu luôn. Mấy cây này Phụng lên tán, hôm nay tán tròn và dày đặc nha cô chú. Đẹp, đang cho nụ. Cô chú về thay chậu chơi đó nha cô chú. Trang đỏ lá nhỏ mà trang ta mình nha cô chú. Chiều cao 32. Tán ngang 35. Cây tạng nó hơi lưng lửng, cây đẹp đúng cô chú ơi. Mà tán rất là tròn đẹp. Hoành đo vị trí này được 20. Đẹp lắm nha cô chú, một củ đặc luôn á. Rồi mã số 3 này giao lưu 700.000. Dạ đổi cây. Qua mã số 4. Này cô chú về thay chậu là chơi có hoa qua Tết luôn nha cô chú. Đang chuẩn bị cho nụ nè. Cây đẹp lắm, cây nằm thừng rồi. Chiều cao là 28, tán ngang 35. Hoành đo vị trí này được 19. Già cây lắm rồi cô chú ơi. Rồi mã số 4 này giao lưu 600.000 luôn. Già đổi cây. Qua mã số 5. Tán tròn rất đẹp đấy cô chú. Chiều cao 33. Tán ngang 35. Màu đỏ lá nhỏ nha cô chú. Hoành đo vị trí này được 15. Hoành củ đế nha cô chú. Củ đế được 32. Nó chứa một cục nha cô chú. Đẹp.
Rồi mã số 5 này Zalo 500 ngàn. Dạ rồi, ok. Tiếp mã số 6. Cũng màu đỏ nha cô chú. Chiều cao 30, tán ngang 35 luôn. Hoành đo vị trí thì được 18. Đế nở cô chú ơi. Rồi mã số 6 này Zalo cũng 500 ngàn. Khi ship đi rút chậu bó bầu nha cô chú. Dạ đổi cây. Tiếp mã số 7. Thấy cưng lắm cô chú. Tán rất dày, rất tròn, đẹp. Chiều cao 35, tán ngang 40. Dày cây đẹp lắm cô chú ơi. Hoành đo vị trí được 22. Rồi mã số 7 này Zalo 700 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp qua mã số 8. Màu đỏ lá nhỏ nha cô chú. Chiều cao 35, tán ngang 35 luôn. Nụ đọt già nụ ra tới nè cô chú ha. Nó chi chích nó ló lên. Hoành đo vị trí này 24. Cũ nè cô chú. Thử cô chú xem. Hoành cũ được 35. Rồi mã số 8 này Zalo 700 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp theo là mã số 9. Chàng ta lá nhỏ mình nghe cô chú. Này là màu đỏ. Chiều cao 32, tán ngang 40. Hoành đo vị trí được 18. Rồi mã số 9 này Zalo 500 ngàn. Khi ship đi rút chậu bó bầu cô chú ơi. Dạ đổi cây. Rồi qua mã số 10. Cô chú xem cái tán của nó nè, đẹp lắm cô chú. Nó dày rất đẹp mà nó gộ lên cái cô chú xem. Thấy hoa không? Không thấy, thấy lá luôn. Đẹp. Chiều cao là 32, tán ngang 40. Này cây này cũng tán tròn mà cây hơi lở cây nha cô chú, đẹp lắm cô chú ơi. Hoành đo vị trí này được 16. Cây già lắm cô chú. Rồi mã số 10 này Zalo 600 ngàn. Và đổi cây. Tiếp mã 11. Chiều cao 30, tán ngang 35. Hoành đo vị trí này được 18. Rồi mã 11 Zalo 500 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã 12. Chiều cao 32, tán ngang 40. Tròn tàn lắm cô chú. Hoành đo vị trí này được 16. Hoành cũ hả cô chú? Hoành cũ được 35. Rồi mã 12 này Zalo 500 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 13. Chiều
Chiều cao là 28, tán ngang 33. Nụ đó cô chú. Cây đẹp lắm cô chú ơi. Hoành đo vị trí này được 19. Hoành củ đế này già cô chú nhìn thấy kìa. Thấy nó đẹp. Mà đo cái củ đế cho cô chú xem thử. Củ đế là cỡ 40 nha cô chú. Rồi mã 13 này Zalo 700 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 14. Cây thượng dân nha cô chú. Cô chú về thay chậu chơi thôi. Tròn đẹp có duyên cô chú ơi. Chiều cao là 30. Tán ngang 30 luôn. Nó kẹo tán hết trơn cô chú. Dày kệt tán hết. Hoành đo vị trí được 16. Củ nó nở không nha cô chú. Điều. Rồi mã 14 này giao lưu 500 ngàn luôn. Dạ đó cây. Qua mã 15. Bông trang lá nhỏ này hoa của nó lâu tàn lắm nha cô chú. Chiều cao là 30. Tán ngang cũng 30 luôn. Trang này là trang ta nha cô chú. Hoành đo vị trí được 15. Hoành củ đế cô chú ơi. Củ đế được 40. Dạ đẹp lắm. Rồi mã 15 này giao lưu 600 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã số 16. Số điện thoại cô Phụng là 0939 866 039. Số đó số Zalo luôn nha cô chú. Cô chú chốt cho địa chỉ là Phụng gửi đến nhà luôn nha cô chú. Dạ bao ship toàn quốc luôn đó. Chiều cao 30. Tán ngang 33. Hoành đo vị trí này được 16. Rồi cây 16 này Zalo 400 ngàn. Dạ đổi cây. Qua số 17. Chiều cao 33. Tán ngang 40. Hoành đo vị trí này được 16. Rồi mã 17 này 400 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp theo là mã 18. 18 này được một cặp nha cô chú. 18 này lên một cặp. Mà một cặp là giá chỉ có 500 thôi. Mà màu đỏ nữa. Tán, chiều cao là 25. Tán ngang là 22. Cũng đang cho nụ nha cô chú. Hoành củ đế chỗ này được 26. Cái hoành thăng cho cô chú xem. Hoành thăng thì nó có được 10 à. Đó là mã số 18 cô chú. Dưới 19, 18 và 19 là một cặp. Giao lưu có 500 ngàn thôi. Và qua mã 19. Ê quả 18. Mã 18. Số 18 một cặp nha cô chú. Đó là nãy cây nãy, nãy với cây này là một cặp 500 ngàn. Chiều cao 30. Tán ngang 35. Hai cây số 18 nha cô chú. Giao lưu 500 ngàn. Hoành thì cũng được 12. Nó cũng có một cái hoành đế nở nở nha cô chú. Rồi 18 đó cô chú ơi là cặp 500 ngàn. Dạ đổi cây. Tiếp mã 19. Chiều cao là 35. Tán ngang 40. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã 19 này 400 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 20.
Chiều cao là 33, tán ngang 40. Vành đo vị trí này 15. Rồi 20 này cũng 400 ngàn luôn. Dạ rồi, ok. Qua mã 21. Màu đỏ lá nhỏ mình nghe cô chú. Chiều cao 30. Tán ngang cũng 30 luôn. Cô chú về con, càng con là nó càng gì. Nó dễ ra mầm lắm cô chú ơi. Hoành đo vị trí này được 17. Rồi mã 21 này 400 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 22. Cây này nó lùng lắm cô chú ơi. Lùng cô chú ơi. Để bạc. Chiều cao là 16. Tán ngang thì 22. Vậy hay cưng lắm. Hoành đo vị trí này được 25. Nhìn chứ già lắm cô chú. Mã 22 này Zalo 400 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 23. Chiều cao 23, tán ngang 25. Hoành đo vị trí được 23. Này một góc mà lên mấy tược này liền bệ nha cô chú, chứ không gời gạt. Rồi mã 23 này Zalo 500 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã 24. Chiều cao 25, tán ngang 30. Cây thần chậu nha cô chú. Hoành đo vị trí 22. Rồi mã 24 Zalo 500 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp mã 25. Chiều cao 25, tán ngang 25 luôn. Hoành đo vị trí được 23. Rồi mã 25 này giao lưu 500 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã 26. Chiều cao là 23, tán ngang 22. Có viên cây lắm cô chú. Hoành đo chỗ cũ này thì được 26. Lên tí xíu chỗ này nha cô chú. Chỗ này thì được 20. Rồi mã 26 này Zalo 600 ngàn. Cây này có duyên lắm cô chú. Dạ đổi cây. Qua mã 27. Chiều cao 20, tán ngang 22. Hoành đo vị trí này được 21. Rồi mã 27 này Zalo 600 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã 28. Chiều cao 20, tán ngang 22. Hoành đo vị trí này được 22. Rồi mã 28 Zalo 500 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã 29 được một cặp màu cam cô chú ơi. Một cặp màu cam này giao lưu 900 ngàn. Đang cho hoa nha cô chú. Chiều cao là 24, tán ngang là 20.
hoành đo vị trí này thì 17. Xuống hoành cũ của đế của nó thì được 23, 28. Rồi mã 29 của cô chú giao lưu 900 ngàn. Đổi qua mã 29 tiếp tục. Đó, cây 29 là một cặp lá màu cam. Chiều cao là 26. Tán ngang là 22. Màu cam này là một cặp. Tiếp theo mã số 29 cô chú ơi, cặp màu cam đến chính lại là cặp màu cam là 600 ngàn cô chú. Và cặp màu cam này 600 ngàn thôi. Chiều cao là 25. Tán ngang là 23. Hoành được 20, 19 đó cô chú ơi. Cây rất già cô chú. Rồi mã 29 đó cô chú ơi. 600 ngàn và đổi cây. Tiếp theo là mã 30 qua màu vàng nha cô chú. Màu đỏ, màu cam, màu vàng đều thường chậu hết nha cô chú. Cây rất già, chiều cao 23. Tán ngang là 28. Cây có duyên. Hoành đo vị trí này 19. Rồi mã 30 này giao lưu 600 ngàn. Và đổi cây. Tiếp mã 31. Chiều cao là 26. Tán ngang 30. Cây đang cho nụ cho hoa của chú. Đẹp. Hoành đo vị trí được 23. Một đế mà hai thân cô chú liền bệ. Đẹp lắm. Cây rất già. Đo cái thân này cho cô chú xem. Hoành thân này thì được 17. Bệ đẹp lắm cô chú ơi, nở. Rồi mã 31 này giao lưu 700 ngàn. Dạ đổi cây. Tiếp mã 32. Chiều cao 35. Tán ngang đo gì được 20. Cây này cô chú về chứ hết cô chú. Hết dưới này là hết trên này nè cô chú. Nhìn cũng có duyên cây. Giá cũng hơi vậy ta chật lắc cô chú ơi. Hoành đo vị trí này được 18. Cái đế cũng nở. Rồi mã 32 này giao lưu 500 ngàn. Dạ đổi cây. Qua mã 33. Chiều cao là 23. Tán ngang là 30. Hoành đo vị trí này 18. Rồi mã 33 này giao lưu 500 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp mã 34. 34 cuối clip của cô chú ạ. Chiều cao là 28. Tán ngang 25. Hoành đo vị trí này 18. Dạ đẹp lắm, già cây. Rồi mã 34 này giao lưu 500 ngàn. Mã 34 là mã của clip của cô chú ơi. Không biết nói gì hơn. Chúc cô chú đang xem clip dồi dào sức khỏe, ủng hộ cho Phụng một số cây về chơi nha cô chú. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hẹn cô chú gặp lại clip sau. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.